Welcome or welcome back to Out to Travel. On day two in Hanoi, we started our morning with a fun food tour with Hui and new friends. In the afternoon, we joined a half-day tour with Klook, uncovering Hanoi's vibrant culture and hidden gems. As the evening approaches, we're excited to experience the mesmerizing water puppet show that's a must-see in Vietnam. Come along with us as we stroll along the beautiful Hoan Kiem Tho, the venue for an unforgettable night of tradition and entertainment. We booked our tickets online through Klook, spending approximately $24 for two VIP seats. If you'd like to book this tour, simply visit the Klook website and search for the Thang Long Water Puppet Show. VIP seats are located from the second to the fourth rows. We chose to book VIP seats because we weren't sure if front seats, which are primarily reserved for locals, would be available. Fortunately, we were able to secure seats in the second row. The venue is conveniently located near Trang Tien Plaza. Since the roads were closed, taking a taxi or a grab car wasn't an option, so we decided to walk. The street was vibrant and full of life, with everyone enjoying quality time with family and friends during the weekend. Thank you.
nhà hát múa rối Thăng Long xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất rằng do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiết mục độc tấu đàn bầu tác phẩm. The piece of music is written by author Hoàng Việt, presented by Việt Trang Artist. Thank you.
ra đây có phải xinh xanh không nhỉ? Không xinh xanh thì ai biết là ai? Thế thì xinh xanh nhá. Tôi vốn dòng tiên thiên thượng, bởi hái đào mới trích xuống trần gian, thấy sự đời bối rối lắm. Bối rối à? Thế tôi phải lặn lội. Lặn lội để làm gì? Lặn lội để lo toàn sự rồi. Phải rồi. Này bà con ơi. Sao? Anh có chữ quả thân. Vậy nếu tôi xin hát một câu, rồi trở lại buồng trò nhà. Thank you.
Sao không chơi đâu nè. Áo chua mẹ cứ men lên. Men lên làm gì? Làm gì là chút một lần là tay áp là nhử với bà con à. Phải rồi. Mấy bà con ơi. Sao? Ôi trời, ơi thế bà cái này rất chẳng chơi. Chẳng chơi thôi. Lớp mời xin lời chẳng chích nhà môi sắc. Nhà làm sắc rồi. Sắc con cá. Thế là em bỏ con vào giỏ đấy bà con à. Phải rồi. Này bà con ơi. Sao? Thôi được em bắt mồi em tối nhá. Con gọi gì đấy? Này mình xem là có hết bốn kìa. Thế hả? Thì câu nhá. Câu luôn đi nào. Có lấy cái to lắm đấy chàng à. Có lấy chàng ơi. Em ngồi rồi giật thế nào. Này bắt đầu. Thôi bà
trèo. Phổ biến đi buông câu hương, biết đâu thank you.
Thank you.
Thank you.
tranh sức đua tài. Tôn đầu chính là Ngà Tôn Đoài Ngót Cân Lơ 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 Lơ. Ra diễn hiện trường tranh đua cuộc rất hung hăng, chưa biết câu này về tay ai dẫn. Thank you.
Watching the Thang Long Water Puppet Show was a truly fascinating experience that gave us a deep appreciation for traditional Vietnamese culture. While the performances were captivating, we recommend opting for the English audio guide since the narration is entirely in Vietnamese from start to finish. The 45-minute show beautifully showcased Vietnam's rich heritage, and we thoroughly enjoyed every moment. If you're visiting Hanoi, the Thang Long Water Puppet Show is definitely worth your time and shouldn't be missed. We hope that future generations continue to preserve and enjoy this incredible art form. Heading back to our hostel, and the streets here even more lively as evening sets in. Along the way, we encounter a variety of vibrant shows and performances that light up the area. We were thrilled to see V-pop, Vietnamese pop artists, dancing live on the streets, something we only saw them rehearsing earlier. The energetic atmosphere of Hanoi at night is truly captivating, with locals and visitors alike enjoying the festivities. It's been an incredible day, and we're so grateful to share these unforgettable moments with you. Thank you.
Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, like, and subscribe to our channel. Your support helps us bring more amazing travel adventures to you.
We're excited to share our next journey with you right here in Hanoi. Stay tuned and see you again on our next adventure.